Chào tất cả các bác nhé. Thì hiện tại bọn em đang có mặt tại chùa Tam Dương, Ý Yên, Nam Định. Thì ngày hôm nay bọn em về đây để thi công một cái hệ thống âm thanh phát nhạc nền cho nhà chùa. Vừa rồi bọn em mới di chuyển từ trên Hà Nội xuống. Thì các bác có thể thấy là không gian chùa rất là rộng. Xung quanh ngay sau đây thì bọn em sẽ tiến hành hạ đồ để tiến hành thi công. Thì vừa rồi bọn em đã lắp đặt xong hết hệ thống, thì sau đây thì chúng ta sẽ nghe thử. Ok. Đây là khuôn viên của chùa ạ. Đây là em mới để 50% âm lượng này ạ. Các bác có thể thấy là không gian chùa rất là rộng. Có cả ngoài này là có cả ao cá luôn. Xoài rất là sai quả. Con này thì chống nước 100% các bác nhé, chống chọi mưa nắng thoải mái.
Yeah.